trận đấu tiếp theo ở nội dung nam trung học phổ thông. Phía gần là trung học phổ thông Long Hòa, phía xa là trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu phát bóng trước. Một không. Ba không. Một bốn. Sân này sử dụng bóng 7/4. Dưới Nguyễn Thiệu Minh Khai thì xài vào bóng 7/2. 7/3. Thank you.
có ngoài. Có ngoài nhiều quá chứ không qua lưới. Nguyễn Thị Chiểu xin hủy. Long Hòa đang dẫn 18-8.
18. Phạt bên ngoài 19-9. Rất nhiều pha phát bóng lỗi. Thắng trái thứ nhất 25-14.